Tuy là trường mới thành lập, nhưng ban giám hiệu cùng thầy cô trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực Bến Lức quyết tâm định hướng xây dựng trường trở thành trường chất lượng cao, hứa hẹn sẽ là nơi hội tụ và chắp cánh cho những tài năng của quê hương Bến Lức anh hùng. Mới đây, trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực Bến Lức vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 các lớp chất lượng cao. Năm nay, nhà trường thông báo tuyển 4 lớp chất lượng cao với 140 học sinh. Tại hội nghị, các đại biểu quý thầy cô được nghe giới thiệu về các hoạt động của lớp chất lượng cao và cập nhật những thông tin tuyển sinh, chương trình giáo dục cũng như giải đáp thắc mắc về các vấn đề liên quan trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 chất lượng cao năm học 2024-2025. Qua đó, lãnh đạo nhà trường nắm bắt tâm tư nguyện vọng, giải quyết kịp thời các mối quan tâm của các bậc phụ huynh học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh trong tỉnh.